Chu Kiên Minh giá rẻ dưới 500k có app hỗ trợ, sẽ đắp macro tinh chỉnh cài đặt này nọ. Tin được không anh em? Đây là em chuột P19 đến từ hãng là Zhuhao, một trong những hãng có cái tên đặc sệt của những pháp sư Trung Hoa. Tuy nhiên thì ở đây thì mình sẽ không quan trọng là xuất xứ ở đâu, mà điều mình quan tâm ở đây đó chính là độ bền như nào, tính năng cũng như là giá cả ra sao. Và giờ thì hãy cùng mình đi vào chi tiết xem em chuột gaming Zhuhao P19 này sẽ có gì đặc biệt nhá. Chuột gaming P19 mang cho mình với thiết kế không quá hầm hố như bao chiếc chuột gaming khác. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những đường nét để tạo lên sự ấn tượng riêng biệt. Ở đây thì chúng ta có thể kể đến như họa tiết sẽ được khắc laser gaming này, hay là đường viền và cả logo sẽ được hiển thị xuyên LED. Gần đó thôi là quá đủ để cho P19 mang đến tổng thể giàu sức hấp dẫn dành cho người chơi. Sẽ có 3 phiên bản màu dành cho các bạn lựa chọn như là trắng này, hồng và đen. Với P19 thì sẽ có thiết kế phòng chuột đối xứng nên sẽ giúp anh em linh hoạt hơn về khả năng sử dụng, khi nó sẽ không quá kén người dùng. Anh em thuận tay trái hay tay phải đều có thể sử dụng rất là ok. Với con ăn ở trên P19 thì cho mình cảm giác không quá là mượt mà. Khi di thì sẽ cần một lực nhất định để có thể đến vị trí mong muốn. Và đó là cảm nhận của riêng mình. Và với bạn thì sao? Hãy để comment cảm nhận ở bên dưới nhé. Về khả năng kết nối và sử dụng thì mẫu chuột này sẽ sử dụng là kết nối có dây với độ dài dây là 1 mét. Dây sẽ là bọc dù chống rối và đầu dây kết nối sẽ có luôn là chống nhiễu dành cho anh em để có thể kết nối được ổn định nhất. Với các hệ điều hành hỗ trợ phổ biến có thể kể đến như là Windows này, macOS hay là Linux, cắm kết nối là nhận ngay trên các thiết bị hỗ trợ mà không cần qua cài đặt driver nào hết. Tiếp theo chúng ta phải nói đến là những tính năng mà P19 có thể mang lại. Đầu tiên là hỗ trợ sử dụng app riêng biệt có thể setup cài đặt. Đây có lẽ là điểm thật sự đáng tiền của P19 so với những mẫu chuột khác thuộc phân khúc dưới 500k. Vì về tầm giá này thì rất khó để các mẫu chuột có thể trang bị với nhiều tính năng đến thế. Nhưng với P19 thì lại là một ngoại lệ. Trong app thì chúng ta có thể lưu với 4 setup tùy chọn khác nhau như Office này, Game 1, Game 2 hay là Media. Bên cạnh thì các bạn có thể nhập file hoặc là xuất file cài đặt. Nếu trong trường hợp bạn muốn cài đặt về mặc định thì có thể là chọn Reset. Nhấn Apply để có thể lưu những tùy chỉnh trước đó. Nhấn Can để có thể là ẩn phần mềm về chế độ chờ. Tiếp theo thì P19 là mẫu chuột được trang bị với 7 phím có thể lập trình, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh setup để sao cho phù hợp nhất với nhu cầu riêng của từng trò chơi. Các bạn có thể click vào từng điểm để có thể là setup tùy chỉnh. Một tính năng rất hay ho nữa ở trên P19 này, em có thể setup macro, nhấn record để có thể bắt đầu ghi những thiết lập mà bạn mong muốn. Có thể tinh chỉnh mốc thời gian chỉ định này. Và có thể nhấn insert để gắn những tùy chỉnh đó vào một nút chức năng mà bạn muốn sử dụng. Tiếp đến với phần performance thì em có thể tùy chỉnh độ nhạy của chuột này, hay là tốc độ cuộn và cả tốc độ phản hồi nữa. Sang bên thì các bạn sẽ có 4 tùy chọn để chỉnh DPI, có thể setup tối đa lên đến 7.200 DPI. Với DPI hỗ trợ cao như thế này thì sẽ giúp anh em chiến game FPS hay là MOBA thì sẽ cực kỳ là mượt mà. Và trước hết, với Blacklist thì sẽ cho em quyền được thay đổi tùy chỉnh các chế độ LED. Ở đây thì chúng ta sẽ có là 3 chế độ như là chạy LED chậm này, chạy LED nhanh và chế độ tĩnh. Nếu bạn không thích sự màu mè này nọ thì có thể là chọn ập để có thể là tắt hết đèn LED ở trên em chuột này. Anh em nghĩ sao về em chuột P19 này? Liệu những cái tính năng mà nó mang lại có quá hời dành cho anh em hay không? Thì ngay bây giờ hãy click đặt mua ngay em chuột này về để có thể trải nghiệm nhé. Đường link đặt mua sản phẩm thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả của video. Đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận những thông báo những video mới nhất từ bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tới. Xin chào.